Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì hôm nay cái cây hoa lan của em nó đang có nụ và nó sắp nở hoa rồi. Đấy, đứng trước cái bối cảnh này thì em lại quay video và chia sẻ đến cho các bác. Và chia sẻ với các bác ấy là cái niềm vui hay là cái nỗi buồn của người chơi hoa lan mà khi mà hoa đang nở hoa đây. Thế thì em cũng xin chia sẻ và tâm sự với các bác là đây là một cái cây lan mà em đã mất rất là nhiều công sức cũng như là các cái vấn đề khác để sưu tầm về chơi. Và sau cái quá trình mà chăm sóc được 2 tháng đấy, chăm sóc này, kích mầm, kích rễ, thì bây giờ thì xin thưa với các bác là nó đã lên được cho em một cái mầm đây. Và bây giờ nó ra hoa rồi đấy, hoa rất là to. Và bên này thì nó cũng đã lên được cho em một cái mầm nhỏ nhỏ rồi. Đấy, một cái mầm nhỏ. Thế thì người khác ấy mà trồng lan mà nó ra hoa thì rất là vui và rất là thích. Nhưng mà riêng đối với em hôm nay quay gửi đến cho các bác đây thì lại không lấy gì làm thích thú cả. Mà em đã có đăng lên trên Facebook và đăng lên trên Zalo là than vãn là lan nở hoa nhưng mà chủ cây thì nước mắt lưng tròng. Vâng, đây những các cái chậu như thế này mà nó ra hoa thì quá là tuyệt vời đúng không? Hoặc là những các cái chậu như thế này mà nó ra hoa thì là rất là đẹp. Nhưng mà đây thì một cái cây mà em mới sưu tầm được 2 tháng về chăm sóc thì mầm nó lại không ra mà nó lại ra ngay hoa thế này. Và đây là một cái cây lan mà em rất là tâm huyết cũng như là mất rất là nhiều công để sưu tầm. Vâng, các bác chắc là các bác cũng đã đoán được cái lan này là lan gì rồi. Và chỉ từ giờ đến Tết thôi thì các bác, em sẽ quay hoa của nó và sẽ gửi đến cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái nụ này. Đấy, nụ rất là to các bác nhé, nụ to như là ngón tay cái vậy, và cái số lượng bông thì rất là nhiều luôn. Đây là một cái cây, cái kiếm mà em sưu tầm ở một cái chỗ rất là uy tín. Và các bác cũng đã biết rồi đấy ạ. Em thì rất là ít thôi. Nhưng mà tất cả những các cái cây kiếm này của em ấy thì em đều sưu tầm ở những các cái nơi mà chính các cái chủ cây đã tìm ra những các cái cây kiếm này và đã nở hoa tại nhà. Và những các cái cây kiếm này là đã gắn liền với những các cái danh hiệu cũng như cái uy tín của chủ cây rồi. Còn lại những các cái cây kiếm khác ấy thì em sưu tầm đều là ở những các cái bác mà rất là uy tín về trong các cái lĩnh vực chính trị cũng như xã hội. Và cái cây lan này thì xin thưa với các bác là nó nở hoa thì làm cho em rất là buồn, vì thật lòng là em không muốn nó ra hoa một chút nào cả.
mà nó phải ra mầm cơ. Nó ra mầm và bây giờ thì nó lại ra hoa mất rồi. Và như thế này thì nó làm tốn đi của em mất khoảng, nó kéo chậm lại của em mất khoảng đến 3 đến 4 tháng. Vâng, và xin thưa với các bác là sau khi ấy, mà cái cây này mà nó ra hoa thì mình ngắm hoa xong rồi thì mình có thể cắt cái cần hoa của nó đi và mình có thể là kích mầm vào cái cuống hoa này thì cũng có thể là nó sẽ lên cho mình được 1 cho đến 2 cái mầm khác, nhưng mà thời gian thì mất khá lâu. Và nếu mà bác nào mà chưa có kinh nghiệm ấy, mà nếu mà không cẩn thận ấy, nó thối cái mầm này thì là mất không luôn cái mầm cây bên này. Đấy, thế nên là rất là buồn. Đấy. Nó có một cái lợi thế là nó có cái hoa chính chủ của mình, nhưng mà nó làm chậm đi của mình mất khá nhiều thời gian. Vâng, và cũng xin chia sẻ với các bác đây, nếu như mà các bác mà mua kiếm ấy, mà mua những các cái thân mà nó tơ như thế này nhá, những các cái thân tơ tít ấy, là nó phải là những các cái cây kiếm mà lá nọn và nó còn đang phát triển đây, lá nọn nó còn đang phát triển đây đấy, mặc dù là nó sẽ cổ thì nó chưa được to, nhưng nó sẽ có cái ưu tiên là nó sẽ có các cái mầm gốc nó lên rồi, hoặc là nó chưa lên thì nó cũng sẽ có 2 cái mầm gốc sẽ còn nguyên vẹn. Và về mình chăm sóc như thế này thì nó rất là nhanh. Đấy, ví dụ như em hôm trước em mua cái, đây là cái cây cây Taiwan Orzina này. Đấy, có mặt hoa khá đẹp và nó là cây tơ, mà cây tơ tít ấy thì là cái cây tơ này thật sự là tơ ấy, thì cổ nó chưa kịp lớn và lá nõn nó vẫn còn đang đi, do vậy mà cái thân cây thì nó sẽ không được to. Và nó lợi thế là về sẽ có 2 mầm gốc và chúng ta sẽ nhanh có được những các cái cây kiếm rất là đẹp. Đấy, còn em thì em mua cái cây này, em mua cái cây này thì là cái cây nó đã trưởng thành rồi. Đây xin thưa với các bác là mua về thì cái nó đã trưởng thành rồi, lá nõn là nó đã ra, nó đã già rồi, và thậm chí là người ta đã khai thác được những các cái mắt ngủ mới rồi. Đấy, nhưng mà vì nhìn cái thân cây nó, vì cái cây nó to, nó to nó đẹp quá nên là cũng không cưỡng được, và mua về thì đến bây giờ nó đã trưởng thành rồi thì nó phải ra hoa thôi, tách ra là nó ra hoa các bạn. Vâng, và bây giờ thì em lại phải mất thời gian, mất công sức chăm sóc nó thêm 4 tháng nữa so với những các cái cây khác. Đây các anh ấy gọi là nỗi buồn của người nông dân này. Người nông dân thì chỉ cần cù lao động chăm sóc để đạt những các cái hiệu quả làm sao đấy mà nó ra được nhiều các cái cây, ra được nhiều những các cái nguồn lực. Còn cây thì nó có xấu như thế này thì cũng chưa có gì để chơi, đúng không? Nó có một cây thôi, mà cây thì còn đang rất là yếu, chưa khỏe, chưa mạnh được thì cũng chưa thể chơi hoa được. Và đặc biệt là nó rất yếu thế này thì mình cũng không muốn nó ra hoa làm gì, nhưng mà nó lại ra hoa mất rồi. Vâng, xin thưa với các bác thì em có một số những các cái cây kiếm ấy,
thì em quay chia sẻ lên với các bạn.